Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Bão Milton cực kỳ nguy hiểm đang tiến gần tới bang Florida của Mỹ và giới chuyên gia cảnh báo nó có thể làm thay đổi vĩnh viễn đường bờ biển của tiểu bang. Theo tờ New York Post, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cảnh báo ít nhất 95% bờ biển phía tây Florida có thể sẽ bị ngập khi bão Milton đổ bộ vào đất liền tiểu bang này và các bang khác tại Mỹ vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả sau bão Helen. USGS cảnh báo rằng đây là mức độ thay đổi bờ biển nghiêm trọng nhất. Sóng và nước biển dâng do bão Milton có thể gây sói mòn và tràn ngập 100% các bãi biển của tiểu bang. Nhà khoa học Cara Doran của USGS cho rằng tầm quan trọng của việc dự báo thay đổi bờ biển do tác động của bão Milton ở vùng bờ biển phía tây Florida là không hề phóng đại. Bà nhấn mạnh rằng Thiệt hại do bão Milton có thể tồi tệ hơn bởi các cộng đồng đang dễ bị tổn thương hơn sau những tác động từ sự sói mòn của bão Helen. Hình ảnh vệ tinh sau bão Helen cho thấy bờ tây bang Florida đã bị ngập và nước cuốn hoàn toàn những đụn cát, đồng nghĩa lớp bảo vệ dọc bờ biển ở nhiều nơi không còn tồn tại. Các chuyên gia dự báo, sự thay đổi bờ biển ở mức độ nghiêm trọng có khả năng gây ngập lụt và đe dọa các cộng đồng bên trong. Ngay cả bờ biển phía đông Florida cũng có thể hứng chịu hiện tượng nước dâng vì bão Milton dự kiến quét qua bán đảo và vẫn duy trì cường độ mạnh khi di chuyển tới Đại Tây Dương. Do đó, nó sẽ tiếp tục hút gió và có khả năng kéo nước vào bờ. Các nhà dự báo cho rằng khu đông bắc Florida có thể ghi nhận mực nước dâng 1 đến 1,5 mét. Hơn 10 hạt ven biển của bang Florida đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc. Hạt Pinellas đã lệnh sơ tán hơn 500.000 người, trong khi hạt Lee ước tính 416.000 người sống trong các khu vực sơ tán bắt buộc. Các ngôi nhà lưu động viện dưỡng lão và cơ sở y tế khác cũng nằm trong diện phải sơ tán. Bão Milton dự kiến đổ bộ vào Tampa có thể tương đương với tác động của bão Andrew đối với Florida trước đó. Cơn bão cấp năm này đã quét qua khu vực Miami vào năm 1992, cướp đi sinh mạng của 65 người và gây thiệt hại lớn tới khu vực này. Tốc độ gió của Andrew lúc đó đã đạt đỉnh khoảng 265 km h trước khi trung tâm bão quốc gia ở Florida mất khả năng truy cập vào thiết bị theo dõi trong cơn bão. Bão Andrew đã phá hủy 25.524 ngôi nhà và làm hư hại 101.241 ngôi nhà khác, khiến đây trở thành thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ trước khi bão Katrina tàn phá Louisiana vào năm 2005. Siêu bão Milton được ghi nhận là cơn bão thứ hai mạnh nhất trong lịch sử Vịnh Mexico. Với gió giật có lúc lên tới 320 km h và sức gió duy trì liên tục ở mức 290 km h Hiện tại, bão đã suy yếu đi một chút, nhưng vẫn ở mức rất nguy hiểm. Theo ông Noah Bergrin, một nhà khí tượng học tại bang Florida, siêu bão Minton là một hiện tượng khí tượng ngoài sức tưởng tượng. Ông nói, tôi không thể tìm ra lời nào để diễn tả. Minton gần như đã chạm ngưỡng giới hạn về sức mạnh của bão trên trái đất. Tôi không còn biết sử dụng từ ngữ nào để mô tả cho bạn về mặt khí tượng học của mắt bão cũng như cường độ của nó. Còn chuyên gia về bão của NBC6 South Florida, John Morales nghẹn ngào nói, đây là một cơn bão đáng kinh ngạc, đáng kinh ngạc, đáng kinh ngạc. Tôi xin lỗi, thật kinh hoàng. Minton phát triển từ một cơn bão nhiệt đới, nhưng chỉ sau 36 giờ, nó đã mạnh lên thành một siêu bão cấp 5. Đây là một quá trình tăng cường nhanh chóng, và nếu bão đạt mức gió 310 km h nó sẽ vượt qua ngưỡng mà chỉ có 5 cơn bão trong lịch sử đã tới kể từ năm 1980. Giáo sư Michael Mann, một chuyên gia về khí hậu nói, Minton có lẽ đã chạm đến ngưỡng bão cấp 6, cấp độ chưa từng được thiết lập ở Mỹ. Trong siêu bão Minton, các cơn gió giật với tốc độ lên tới 320 km h sẽ là nguyên nhân chính gây ra những thiệt hại nặng nề cho các khu vực ven biển. Cơn gió này có thể thổi bay mọi thứ trên đường đi, từ nhà cửa đến cây cối và cả các phương tiện giao thông. Ngoài ra, những cơn gió duy trì từ siêu bão Minton còn có thể gây ra hậu quả lâu dài và hủy hoại diện rộng người dân bang Florida, đặc biệt tại khu vực bờ biển phía Tây, đang phải đối mặt với nguy cơ thảm họa khi siêu bão Minton tiến tới. Các nhà dự báo cho biết, gió lớn từ siêu bão Minton có thể đẩy nước biển vào bờ, tạo ra những đợt sóng cao tới gần 5 mét, nhấn chìm những khu vực vùng trũng thấp ở vịnh Tampa. Ông Craig Fugate, cựu giám đốc cơ quan quản lý khẩn cấp Liên bang Mỹ, FEMA, nói nó sẽ không phải là nước biển tiến vào một cách từ từ, mà là đợt sóng ập vào rất nhanh, có thể khiến nhiều người mất mạng họ sẽ chết đuối hoặc bị đe bẹp bởi cây cối hoặc nhà cửa đổ sập. Giới chức hạt Pinellas gồm các thành phố Clearwater và xanh Petersburg dự báo khu vực sẽ chứng kiến nước dâng chết người, kêu gọi người dân lưu ý lệnh sơ tán bắt buộc. Ông Cathy Perkins, giám đốc quản lý khẩn cấp hạt Pinellas nói, nó giống như cả biển nước tràn vào nhà các bạn, dòng nước dâng nhanh với áp lực rất lớn, vì vậy đừng nghĩ rằng bạn có thể vượt qua nó. Theo ước tính, hơn 1 triệu người đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp trước khi bão đổ bộ. Đây có thể là một trong những cơn bão tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua tại Florida. Siêu bão Milton đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc về hiện tượng bão mạnh lên nhanh chóng mà các chuyên gia khí hậu gọi là tăng cường nhanh. Sức nóng của nước biển ở vịnh Mexico đạt mức kỷ lục đã tiếp năng lượng cho siêu bão, biến nó thành một cơn bão quái vật. Theo công ty phân tích CoreLogic, nếu cơn bão Min-tần đổ bộ vào đất liền, ước tính có hơn 700.000 ngôi nhà ở khu vực đô thị Tampa và Sarasota thuộc bang Florida có thể bị nhấn chìm trong biển nước, với tổng giá trị tài thiết lên tới 174 tỷ đô la Mỹ. Giám đốc ứng phó thảm họa tại công ty phân tích CoreLogic nhấn mạnh, điều quan trọng cần lưu ý là những thay đổi rất nhỏ về vị trí đổ bộ chính xác của cơn bão Minton đều để lại tác động to lớn. Theo cơ quan thống kê dân số, nhà chức trách đã ban bố cảnh báo sơ tán bắt buộc trên khắp 11 hạt của bang Florida với khoảng 5,9 triệu người. Cư dân ở vùng trũng thấp phía tây thành phố Saint Petersburg cũng nhận được yêu cầu sơ tán bắt buộc khi một cơn bão minh tần đổ bộ. Tại đảo Anna Maria, người dân đều nghe theo cảnh báo của quan chức và tiến hành di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn. Cảnh sát trưởng Holmes Beach William Tocazer thông tin. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây cho đến khi cơn bão đi qua trong thời gian bão đổ bộ sẽ không có cảnh sát, dịch vụ cấp cứu, người ứng cứu đầu tiên và người trả lời các cuộc gọi 911 yêu cầu dịch vụ. Ngoài ra chúng tôi đã phong tỏa hòn đảo và quay lại sau khi nó đi qua. Chúng tôi đã kiểm tra khu vực này lần cuối và không thấy ai còn ở đó nữa. Dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay FlyAware công bố có hơn 2.000 chuyến bay đến và đi, bang Florida bị hủy hoặc tạm hoãn nhằm tránh bão Minton. Công ty năng lượng khu nghỉ dưỡng Công viên giải trí lớn ở Florida tạm dừng hoạt động để ứng phó với siêu bão Mintern. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang lo ngại việc lan truyền thông tin sai lệch sau khi cơn bão Mintern đổ bộ. Người dân Mỹ ở ven khu vực vịnh Mexico đang chạy đua sơ tán đến nơi an toàn để tránh cơn bão Mintern. Đây là siêu bão được đánh giá là mạnh nhất toàn cầu trong năm 2024 âm điểm đổ bộ của cơn bão là bang Florida. Hiện cơn bão đang băng qua vịnh Mexico để hướng đến bờ biển đông nam nước Mỹ, trong khi các nhà dự báo cảnh báo về khả năng xảy ra những trận cuồng phong và lũ lụt tàn khốc khi cơn bão này đổ bộ. Cường độ của nó đã giảm, nhưng cơn bão đã gia tăng đáng kể về kích thước và được dự báo sẽ tàn phá những vùng đất rộng lớn. Giới chuyên gia cho rằng, cơn bão có thể tăng gấp đôi kích thước vào thời điểm nó đổ bộ. Trung tâm dự báo bão Mỹ, SPC cảnh báo Bão Minton sẽ tăng cường độ, khiến một số quận và thành phố có nguy cơ xảy ra lốc xoáy. Thị trường thành phố Tampa, Castro cũng cảnh báo rằng bão Minton có thể gây ra những con sóng cao từ 4 đến 5 mét, nhấn chìm toàn bộ ngôi nhà. Cơ quan Y tế Florida ngày 9 tháng 10 phát cảnh báo rằng nước lũ từ bão Minton mang đến có thể gây ra bệnh nhiễm trùng vi khuẩn và đe dọa tính mạng người dân. Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Javier Becerra cũng ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng tại bang Florida để giải quyết những tác động tiềm tàng của cơn bão Milton đối với sức khỏe. Đánh dấu lần thứ hai tiểu bang này ban bố tình trạng khẩn cấp như vậy trong vòng 2 tuần qua. Khi các quan chức đã kêu gọi người dân chuẩn bị cho tình huống xấu nhất của cơn bão mới, thì việc dọn dẹp đống đổ nát mà cơn bão Helen để lại vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp tiểu bang Florida. Tại trung tâm thành phố Fort Myers, các đội ứng phó tiến hành đóng ván để bảo vệ các cửa hàng và quán ăn. Người dân Tampa thành phố bên bờ Tây của tiểu bang vội vã mua sắm nhu yếu phẩm để tích trữ. Tại bãi biển Madeira thuộc vịnh Mexico, người dân vẫn đang trong quá trình phục hồi sau cơn bão Helen tàn khốc. Một số người dân khi dọn dẹp các căn nhà đã bị phá hủy bởi bão Helen. Họ cho biết nước lũ đã làm hỏng mọi đồ đạc trong nhà. Họ nói, chúng tôi kiệt sức rồi. Trước đó, thị trường Castor cũng cảnh báo những người từ chối sơ tán rằng họ có thể chết trong nhà của mình khi bão Minton ập đến hơn một triệu người dân ở bang Florida đã được yêu cầu sơ tán trước cơn bão Milton. Phó thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, Sabrina Singh, ngày 8 tháng 10 cho biết, hơn 5.000 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Florida cũng như 3.000 lính vệ binh từ các tiểu bang khác đã được huy động để chuẩn bị cho bão Milton. Ngoài ra, chính quyền cũng đã chuẩn bị các xe cứu hộ trực thăng để chuẩn bị cho hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Không quân và hải quân Mỹ những ngày qua đã sơ tán máy bay, trực thăng và tàu chiến khỏi các căn cứ ở bang Florida nhằm tránh nguy cơ thiệt hại do bão. Theo The Guardian, đối với những cư dân ở biển phía tây Florida, một tiểu bang đã chứng kiến sự bùng nổ dân số trong thập niên qua. Đòn giáng kép của bão Helen và bão Milton sắp tới sẽ là thảm họa, đòi hỏi nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm để tái thiết và đưa cuộc sống của người dân trở về bình thường.